Biết sống. Khôn chết, dại chết, biết sống. Trang Tử. Người chúng ta thường nói khôn sống, móng chết. Mới nghe không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu nghĩ cho sâu, xét cho rộng, ta sẽ thấy chưa ác. Khôn là sống mà dại là chết. Khôn mà khôn như Hàng Tính, Dương Tu thì làm sao mà sống được? Còn dại mà dại như Phạm Lãi, Tử Phòng thì làm sao mà chết được? Cho nên bàn đến khôn dại thì chưa biết lấy gì làm chuẩn đích. Trang Tử cùng đệ tử đi chơi trên núi, thấy một cây to cành lá rườm rà, một tên thợ rừng đứng bên nó mà không đốn. Hỏi tại sao? Nó nói không dùng đặng nó chỗ nào hết. Trang Tử nói cây này vì bất tài mà đặng sống lâu. Ra khỏi núi, Trang Tử ghé nhà người quen. Chủ nhà mừng rỡ hối trẻ làm thịt chim mồng để nấu ăn. Thằng nhỏ thưa: có một con biết gái, một con không biết gái, giết con nào? Chủ nhà nói: giết con không biết gái. Bữa sau, đệ tử hỏi Trang Tử: hôm qua cái cây trong núi vì bất tài mà sống, còn chim mồng vì bất tài mà chết, giá như thầy phải xử trí như thế nào? Trang Tử cười nói: tài và bất tài cũng như nhau, đều là quấy cả, nên không thể tránh khỏi lụy thân. Chỉ có kẻ nào biết là sống mà thôi. Khôn chết, dại chết, biết sống. Biết lúc khôn, biết lúc dại, nghĩa là biết thời biết thế. Chung quy chẳng qua biết rõ một chữ thời. Lão Tử nói: thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thế, thủ chi dĩ khiếp. Mình là bậc thông minh trí thức sâu sắc nhất, hãy biết làm như kẻ ngu khờ. Mình là bậc dũng lực kinh người, hãy biết làm như kẻ chút nhát. Nào đâu có bảo mình phải là đứa ngu. Sự thật là mình phải thật thông minh, vì chỉ có kẻ thật thông minh mới biết lúc nào nên làm như kẻ ngu được mà thôi. Lữ Khôn nói: thông minh người ta ghét, thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Nhưng biết được chữ thời đâu phải dễ gì. Thái quá là dở, mà bất cập cũng không hay. Người trí đi quá mực trung, kẻ ngu theo không kịp mực trung. Trí giả quá chi, ngu giả bất cập chi. Phần đông chỉ biết tiến mà không biết thối, chỉ biết giữ cho còn mà không biết làm cho mất, chỉ biết lấy cho được mà không biết bỏ đi. Nên hễ hành động thì chắc chắn không khỏi có điều hối hận. Chú thích: dịch kinh: tri tiến nhi bất tri thoái, tri tồn nhi bất tri vong, tri đắc nhi bất tri tán, thị dĩ động nhi hữu hối giả. Thượng kinh kiền quái. Hết chú thích. Trong sách Liệt Tử có câu chuyện này, cũng tạm có thể miêu tả thái độ vô khả vô bất khả của một người đã học đặng chữ biết đó. Tử Hạ hỏi Khổng Tử: Nhan Hồi là người thế nào? Khổng Tử nói: cái nhân của Hồi hơn ta. Tử Hạ lại hỏi: Tử Cống là người thế nào? Cái màu mắn của Tử hơn ta. Tử Lộ là người thế nào? Cái dũng của Do hơn ta. Tử Trương là người thế nào? Cái vẻ nghiêm trang của Sư hơn ta. Tử Hạ lấy làm lạ, đứng dậy thưa: vậy thì tại sao bốn người đó lại còn theo thầy mà học? Khổng Tử nói: ở đây ta nói cho, Hồi chỉ biết nhân mà không biết lúc bất nhân, Tử chỉ biết mau mắn mà không biết lúc chậm chạp, Do chỉ biết hùng dũng mà không biết lúc nên nhút nhát, Sư chỉ biết trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người. Nay gồm tất cả những cái hay của bốn người đó có, mà đổi với cái ta có, ta không đổi. Bởi vậy họ phải thờ ta làm thầy mà không hai lòng. Chú thích: trong Liệt Tử, Trọng Ni, Đệ Tứ Thiên. Hết chú thích. Biết đây là biết tùy lúc mà biến thông cho hạp thời trúng tiết. Nếu chỉ biết khư khư một điều, dầu hay đến đâu cũng hỏng việc. Mạnh Tử nói: sở ố chấp nhất giả, dĩ kỳ tặc đạo, cử nhất nhi phế bách.
Cái đáng ghét trong sự chấp nhất là vì nó làm hại đạo, làm được một việc mà hư cả trăm việc. Trọng hệ nhất trong đạo xử thế là biết biến, vì có biến mới có thông mới có lâu bền được. Chú thích: dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Hệ từ hạ, đạo dịch là cùng thì biến thì thông, thông thì lâu. Hết chú thích. Cái nghĩa của chữ tùy thời lớn dậy thay. Chú thích: tùy thời chi nghĩa đại hỷ tai, thoáng thượng truyện. Tùy thời không phải là xu thời như người ta làm hiểu, là du cáo cho đạo xử thế của cổ nhân. Hết chú thích. Cho nên kẻ biết cái đạo tiến thoái tồn vong mà không bao giờ sai cái chỗ chính trung của nó, có lẽ chỉ có bậc thánh nhân mà thôi. Chú thích: trong dịch kinh, tri tiến thoái tồn vong nhi bất thất kỳ chính giả, kỳ duy thánh nhân hồ, thượng kinh kiền quái. Hết chú thích. Chỉ có bậc thánh nhân mà thôi ư? Vậy mà bậc thánh như Khổng Tử lại còn phải than: di nhân nan, di nhân nan. Chú thích: làm người khó, làm người khó. Hết chú thích. Vậy mới hay, ở đời không có cảnh ngộ nào dễ xử. Cái biết như vậy, cái điều có thể cảm được mà không thể nói ra được, có thể hiểu được mà không thể chỉ ra được đó, muốn đạt được nó phải làm thế nào? Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Chú thích: sách thì không nói được hết lời, lời thì không tả được hết ý. Hệ từ thượng. Hết chú thích. Vậy ta phải biết tinh nghĩa nhập thần mới mong sử dụng được đến cùng cái đạo xử thế của cổ nhân. Chú thích: tinh nghĩa nhập thần, tinh nghĩa nhập thần dĩ trí dụng giả. Hiểu rõ nghĩa tinh vi, vào đến chỗ thần diệu để sử dụng được đến cùng. Hệ từ hạ. Hết chú thích. Phật còn phải nói với các đệ tử: kia là mặt trăng, các con cứ theo ngón tay ta chỉ mà nhìn thấy. Nhưng nên nhớ rằng ngón tay không phải là mặt trăng. Cũng như những lời ta giảng về đạo, các con có thể theo lời ta giảng mà tìm thấy đạo. Nhưng nên nhớ rằng lời giảng của ta không phải là đạo. Phụ lục: tâm sự của Khuất Nguyên. Bậc quân tử thời xưa ở Á Đông đại khái có thể chia ra làm hai hạng người, có hai lối nhân sinh, hai đường xử thế khác nhau rất rõ rệt. Hai hạng người đó, mỗi hạng đều ôm ấp một tâm sự. Muốn tìm hiểu tâm sự của mỗi người, một quyển sách dày cả ngàn trang cũng không sao nói được hết ý. Vậy mà nếu có thể tóm lại, người ta cũng có thể tóm lại trong một câu chuyện hết sức gọn gàng đầy đủ trong một trang sách nhỏ: câu chuyện Khuất Nguyên và lão đánh cá. Đó cũng là chỗ sở trường của người Á Đông vậy. Khuất Nguyên làm quan cho Hoài Vương nước Sở, bị sàm bán và phóng khí, mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo. Khuất Nguyên vừa đi vừa hát ở bên bờ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi: ông có phải là Tam Lư Đại Phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy? Khuất Nguyên nói: cả đời đục một mình ta trông, cả đời sai một mình ta tỉnh, bởi vậy ta mới bị phóng khí. Ông lão đánh cá nói: thánh nhân không câu nệ việc gì lại hay tùy thời. Có phải đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, dỗ thêm sống cho đục theo một thể? Loài người sai cả, sao ông không biết ăn cả men, húp cả bã cho sai theo một thể? Việc gì mà phải phòng xa nghĩ sâu cho đến nỗi bị phóng khí? Khuất Nguyên nói: tôi nghe mới gội đầu tất phải chải mũ, mới tắm tất phải thay áo, có đầu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được, thà nhảy xuống sông Tương vùi xác vào bụng cá, chứ sao đang trắng lùm lớp lại chịu để giấy phải bụi dơ. Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay chèo bơi đi và hát:
sông tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông tương nước đục chảy ra, thì ta lội xuống để mà rửa chân. Hát xong đi thẳng không nói gì nữa. Tâm sự của Khuất Nguyên đâu phải riêng gì của Khuất Nguyên, mà nó là tâm sự chung của phần đông nhân loại từ xưa đến nay vậy. Cả đời đục một mình ta trông, cả đời sai một mình ta tỉnh. Lòng tự ái của ta xui ta bao giờ cũng tin tưởng như vậy. Điều ta nghĩ luôn luôn đúng, việc ta làm luôn luôn phải. Không đúng, không phải, làm sao ta dám nghĩ, dám làm? Kẻ bất nhân bất nghĩa nhất trong đời có bao giờ tin là mình bất nhân bất nghĩa đâu. Tào Tháo, một tên giang hùng đệ nhất xưa kia, cũng vẫn tin mình thế thiên hành đạo. Mà một trái bom nguyên tử trên Hiroshima giết một loạt 600.000 người cũng là một việc làm hết sức nhân đạo. Sát nhất miêu cứu vạn thử. Dầu là một kẻ ngu cũng vẫn tin việc mình làm là phải. Người xưa nói, ta có thể đoạt ấn soái giữa chốn bao quân, nhưng không thể đoạt được dễ dàng cái chí của một kẻ thất phu. Câu nói này thật là một câu nói khám phá được cả tâm sự loài người. Tôi có lý, đó là một tin tưởng mà cũng là một quả quyết. Tôi có lý, đó cũng là một cơ hội để nâng cao cái bản ngã của mình lên. Kẻ nào dám ngang nhiên xâm phạm là chạm đến sinh mạng thiêng liêng của mình vậy. Mình không thể tha thứ được cho những ai dám nói là mình sai lầm. Tin rằng chỉ có một mình có lý và chỉ tin suông như vậy thôi thì có gì là lạ mà cũng có gì là hại cho ai đâu. Bất quá là ai có ý kiến đó. Nguy hiểm là trong khi ta tin ta có lý, ta lại tin rằng kẻ nào không theo về cùng một ý kiến với ta là sái quấy, là lạc lầm. Nghĩa là trong khi ta tin mình có lý, ta cũng vừa lên án kẻ khác không đồng một ý kiến với ta là sái quấy, là lạc lầm. Cả đời đục một mình ta trông, cả đời sai một mình ta tỉnh. Bởi vậy, đời mà không có ta can thiệp đến, đời sẽ mê loạn đến bậc nào. Đã tự cho mình là giác ngộ thì cũng vừa là tự ban cho cái sứ mạng cứu đời. Bụng thương đời tha thiết của ta khiến ta khó nổi dửng dưng như thế sự. Lòng nhiệt thành hăng hái về việc cứu đời của ta không cho phép ta có thể thản nhiên được với bọn người dám ngang nhiên công kích kế hoạch cứu thế của ta. Chống lại ta là bọn người lạc hậu, nghịch lại ta là bọn người phản tiến hóa. Vậy phận sự của ta, phận sự của con người giác ngộ là phải lo độ kẻ khác bất cứ bằng phương pháp nào. Trong khi đời đục cả một mình ta trông, đời sai cả một mình ta tỉnh, thì hơi sức nào chiều theo ý của mọi người. Bất luận là phương pháp nào, nô lệ giả mang cũng không sao cả. Miễn ta cứu độ được người ra khỏi vòng tâm tối là được. Phận sự của ta chẳng những lo cứu độ đời mà còn phải lo trừng phạt những kẻ nào chặn đứng con đường tiến hóa của nhân loại nếu cần. Những khẩu hiệu thế thiên hành đạo, tế thế độ nhân sở dĩ mọc lên như nấm cũng chỉ vì cái bụng yêu đời và lo đời đó của ta, lo cho đời theo về cùng một khuôn tư tưởng như mình. Nhưng mà than ôi, tâm sự của ta nó cũng lại là tâm sự của mọi người. Rồi đây có lẽ thiên hạ không còn ai có thể dung túng ai được nữa. Ai ai cũng tin, cả đời đục một mình ta trông, cả đời sai một mình ta tỉnh. Thì nhân loại làm gì tránh khỏi cảnh tao loạn lầm than mà tự cổ chí kim không thời nào tránh khỏi. Cái bệnh ham làm thầy đời, cái bệnh thà làm đầu con gà hơn làm đít con trâu của ta là cái tâm bệnh của loài người. Bởi vậy, ta mong ước, ta tin tưởng, chỉ có một mình ta trông, chỉ có một mình ta tỉnh, để ta có cơ hội lên mặt thầy đời, hiu hiu tự đắc. Trí hơn người ngu, khôn hơn kẻ dại. Rủi mà ngày nào cái bọn người ngu si mê muội kia mà tiêu mất hết đi rồi, thì cái bọn thầy đời của chúng ta đây dựa vào đâu mà tồn tại? Vậy mà ta lại muốn độ cho bọn ngu mê trong thiên hạ đều phải khôn ngoan sáng suốt như ta cả. Ta nào có dè, ta lại làm một điều mâu thuẫn, ta đang phá hoại cái ngai vàng của ta vậy. Cái chết của Khuất Nguyên là cái chết dĩ nhiên. Cái chết tỏ sự bất lực của mình không đủ quy thế để bắt buộc kẻ khác phải nghe theo mình, vì họ vẫn tin như mình.
cả đời đục một mình ta trong, cả đời sai một mình ta tỉnh. Bởi có đủ quyền bắt buộc kẻ khác phải nghe theo, nên lẽ dĩ nhiên họ phải sa thải mình nếu mình không đồng ý kiến với họ. Đó là lẽ dĩ nhiên phải vậy. Kẻ nào mạnh thì thắng. Khuất Nguyên với một tâm sự dường đó chỉ còn có một cách là tự sát. Người ta không sát phạt được kẻ khác khi họ chạm đến lòng tự ái của mình thì thường hay sát phạt lại mình mới hả dạ. Những đứa trẻ muốn đánh cho kỳ được bạn nó khi uất ức mà bị một lẽ gì trở ngại, lòng sát phạt đó trở thành sát phạt lại bản thân. Nó đấm ngực nó cắn tay nó cho đến khi chảy máu mới vừa lòng. Khuất Nguyên với tâm trạng này tránh sao khỏi sự quỷ mình vào bụng cá. Còn lão đánh cá, tâm sự lão khúc mắc không biết chừng nào. Lão là người hiểu tình đời sâu sắc lắm. Lão hiểu người như Khuất Nguyên, dầu có cố tâm bàn cãi với họ cũng vô hiệu quả. Trách người mê sao không biết trách mình, không biết cách làm cho người ta tỉnh. Dạy người mà dạy không đặng, biết đâu chẳng phải vì ta không biết cách dạy. Cớ sao lại biết chắc là vì người ta ngu. Người trí mỗi khi làm hỏng một điều gì đều tìm hiểu nguyên nhân để trách mình trước nhất. Lão sở dĩ không muốn bàn cãi với Khúc Nguyên thêm nữa, nào phải lão đã đuối lý, cũng đâu phải lão là một kẻ yếu hèn, không dám ngang nhiên chống đầu với dư luận, không đủ cương quyết để hô hào cổ vũ hay bắt buộc kẻ khác đồng theo. Lão sở dĩ bỏ ra đi vì lão biết rõ tâm hồn của Khúc Nguyên đang bị tình cảm dục vọng dài dò, cái tình cảm tự tôn tự đại. Thử hỏi trong đời có cái tình cảm nào mà nhiễu hại người một cách thống thiết bằng không, mà cũng có cái dục vọng nào làm cho lòng người mờ ám ngu muội bằng không? Khi mà người ta để cho cái tình cảm dục vọng đó thống trị tâm hồn của mình rồi thì trong đời không còn một lý lẽ nào có thể đem mình trở về con đường sáng suốt điềm tĩnh được nữa. Dùng lý lẽ để nói chuyện với họ là một việc làm vô ích. Tình cảm của mình có những lẽ phải mà chính lẽ phải không sao hiểu nổi. Hơn nữa, lão đã hiểu rất rõ cái lẽ tương quan của sự vật, nhất là cái luật bất bình đẳng tự nhiên của nhân loại. Cho nên, lão không tin có một ý kiến nào tuyệt đối, nghĩa là phải, chung cho tất cả mọi người. Cái phải đối với người này, chưa ắt cũng là cái phải đối với người kia. Cái quấy đối với người kia, chưa ắt cũng vẫn là cái quấy đối với người nọ. Cũng như chỗ thích của kẻ ngu, người trí lấy làm bực mình, thì cái thích của người trí, kẻ ngu cũng lấy làm bực mình vậy. Trình độ tâm trí khác nhau thì sự ưa ghét cũng phải khác nhau. Bởi vậy, lão không tin ở đời có ai dạy được ai. Nếu dạy được thì xưa nay, thánh nhân đã dạy được người đời rồi. Cha đã dạy được con, thầy đã dạy được trò, anh đã dạy được em, chồng đã dạy được vợ. Mà hiện thời nhân loại đã sống được trong cảnh thái bình và thiên đàng rồi vậy. Coi vậy được chăng là những kẻ cũng đồng một tâm hồn một chí hướng như mình. Hễ đồng với ta cho ta là phải, không đồng với ta cho ta là quấy. Cái phải quấy của người ta bất quá chỉ có bấy nhiêu thôi. Nghĩ vậy, lão không chịu can thiệp bắt ép người ta phải theo cùng một ý kiến với mình về điều phải lẽ quấy. Nào phải lão sợ gì thiên hạ bất bình, mà bởi lão không chịu để những bậc thức giả trong đời cười lão là mê muội. Trong thiên hạ ngày nay, hạng người như Khuất Nguyên lại chiếm hết 99% nhân loại. Họ tin quyết rằng đời đục cả một mình ta trong, đời sai cả một mình ta tỉnh. Vậy mà mình cũng vẫn băn khoăn tha thiết lo làm cho họ nhìn nhận cái mê của họ, lòng tự ái đuôi mù của họ. Có cho phép họ nhìn nhận cái mê của họ không? Không khéo rồi mình lại còn mê hơn họ nữa mà không hay. Vậy mình thà chịu dãi còn hơn. Biết làm việc không thể làm mà cũng cố làm cho kỳ được, người đời cho đó là hạng người đại trí. Theo lão, lão cho hạng người đó là hạng làm liều. Người trí phải chăng là kẻ biết phân biệt rạch ròi những gì có thể làm được và những gì không thể làm được. Cầu mai mà được, kẻ ngu lấy làm thích, mà người trí thì lấy làm lo. Chưa nào phải lão là một kẻ rụt rè ích kỷ, một vật gỗ đá gì mà không thể dửng dưng với thế sự, lạnh nhạt với tình đời. Bậc thánh nhân sao lại câu nệ mà không biết tùy thời.
Nếu quả thật đời đục cả, thì sao ta không biết khuấy thêm bùn, dỗ thêm sống cho mình cùng đục một thể? Nếu quả thật đời mà sai cả, thì sao ta không biết ăn cả men, húp cả bã cho cùng sai thêm một thể? Con cá mà muốn làm khác loài cá, bỏ nước nhảy lên bờ thì chết. Con hổ mà muốn làm khác loài hổ, bỏ núi ra đồng bằng thì chết. Người ta đều ngu cả mà mình muốn tỏ cái khôn của mình ra để khác biệt với họ, biết đâu lại không dời quả đến cho mình. Khôn mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Học được cái ngu này của lão đâu phải dễ dàng gì. Trước cử chỉ ngạo nghễ của Khuất Nguyên, tin rằng đời đục cả một mình ta trông, đời sai cả một mình ta tỉnh, nhất quyết không chịu đem cái thân trong sạch của mình để cho vật dơ bẩn dính vào, thì bậc thức giả như lão đánh cá đây chỉ còn một nước là tủm tỉm cười, quay chèo bơi đi nơi khác, không nói một lời, ôm theo mình một tâm sự lạnh lùng. Sông tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông tương nước đục chảy ra, thì ta leo xuống để mà rửa chân. Người ta sẽ nói cử chỉ bất can thiệp của lão sẽ không lợi gì cho đời, lại còn tai hại cho đời là khác. Người ta sẽ không còn ai lo đời nữa, ai ai cũng đều bó gối ngồi không, việc thiên hạ rồi sẽ ra như thế nào? Việc đó làm gì có được, làm gì có thể cấm con chó sủa, con gà gái, cũng như làm gì cho người như Khuất Nguyên đừng can thiệp đến việc đời. Thấy được cái nhu trong cái cương, cũng như thấy được cái cương trong cái nhu, nghĩa là nhận thức được cái mâu thuẫn ngầm chứa trong mọi sự việc trong đời, thì mới mong hiểu được nỗi lòng của hạng người như lão đánh cá này. Những đầu óc chỉ biết suy nghĩ có một chiều như Khuất Nguyên, chỉ biết có một cái phải hay một cái quấy nào, chỉ biết tịnh là tịnh mà động là động, chứ không thể hiểu được trong tịnh có động, trong động có tịnh, thì làm gì hiểu nổi hành động của lão đánh cá. Hạng người này, họ làm mà như không làm gì cả, họ không làm gì cả mà không gì là không làm. Sở dĩ lão mỉm cười bỏ ra đi không nói một lời nào, lý do ta có thể hiểu được. Nhưng nói cho cùng mà nghe, nếu việc đó mà có được, nếu vì chủ nghĩa bất can thiệp của lão mà thiên hạ ai ai cũng chỉ biết lo cho người đó, và việc đời rồi sẽ không còn ai lo cho ai nữa cả, thì có lẽ sẽ là điều may mắn nhất cho nhân loại biết chừng nào. Nếu mỗi người mà được như lão, ai ai cũng biết lo cho mình một cách sáng suốt, lo cho mình tới chỗ thật biết, thật hiểu. Cho một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, thì có cần gì ai phải can thiệp đến việc ai mà người người đều hạnh phúc cả? Đời mình mà còn phải có người lo, đâu phải là một cái đời tự do và hạnh phúc. Và bởi ai ai cũng chỉ biết lo cho đời, hằng hái chỉ có một việc lo đời mà chẳng biết lo cho mình trước, ai ai cũng tin đời đục cả một mình ta trông, đời sai cả một mình ta tỉnh, mới có cảnh hỗn loạn lầm than ngày nay vậy. Có tự giác mới có giác tha, có cứu được mình mới cứu được người. Mình mà còn tham lam, thâu trữ, nô lệ vào tình cảm và dục vọng của mình, nô lệ thành kiến mình, nô lệ tính điều mình, còn chết trong một cái lẽ phải nào thì tốt hơn. Đừng bận tâm đến việc đời làm chi, để đỡ cho đời một cái nạn. Rồi giữa trời nước bao la, nghĩ đến cái kiếp nhỏ nhen hữu hạn của con người, trước cái khoảng mênh mông vô tận của vũ trụ, lòng lão không thể không thắc mắc. Ừ, cuộc đời rồi cũng chẳng qua là một giấc mộng. Những cuộc doanh hư tiêu trưởng thành bại đắc thất ở đời, nào đâu phải chỗ sở cầu của con người mà được. Đó chẳng qua là cái luật thăng trầm, như ngày đêm tiếp tục mãi mà không thôi vậy. Hễ vật cực tắc phản, vật cùng tắc biến, đó là một cái luật lạnh lùng của tạo hóa, không ai có thể cưỡng cầu. Lấy sức người mà thay vào cái guồng máy to tát của vũ trụ, liệu có nên trò trống gì không? Hay chỉ rồi quyền quả phúc trời xanh tất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai. Cái quay búng sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm.
Vậy chứ những lâu đài rực rỡ của những văn minh tự ngàn xưa để lại trên quả địa cầu này sẽ không chôn vùi lặng lẽ dưới đống tro tàn. Hai lối nhân sinh, hai đường xử thế, mà cũng là hai bầu tâm sự, hai khối tâm hồn không thể sống chung nhau mà vẫn cùng thời gian bất tuyệt phải sống mãi cạnh bên nhau. Phải chăng cũng là một nỗi khổ tâm cho cả hai đàn vậy? Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Cách ngôn. 1. Người mà bỏ được những cái khôn vặt thì mới khôn lớn được. 2. Đừng có vụ nhỏ bỏ lớn. 3. Nhưng chớ khinh việc nhỏ, lỗ thủng nhỏ cũng đủ chìm thuyền. Chớ khinh việc nhỏ, con sâu con cũng đủ hại mạng. Quan Doãn. 4. Người ta đều biết phòng họa hoạn, ít người biết làm cho họa hoạn đừng sinh ra. Lão Tử. 5. Tôi mà thí vua, con mà giết cha, đâu phải một sớm một tối mà gây ra, nguyên lai lần lần mà đến vậy. Kinh dịch. 6. Chấp kinh cũng phải biết tùng quyền. 7. Người quân tử ta nên thân, song cũng không nên quá chiều mà ra phụ họa. Kẻ tiểu nhân ta nên tránh, nhưng cũng không nên ruồng rẫy mà sinh thù hằn. Hàm Quan. 8. Đừng làm cho ai mất mặt. 9. Đừng lấn kẻ đối phương vào nước cùng, cùng quẩn ắt làm liều. 10. Những điều ta không muốn thì đừng làm cho kẻ khác. Luận Ngữ. 11. Dưới cái mồi thơm tất sẽ có con cá chết. Tam Lược. 12. Có của cải mà để không kín đáo là gợi kẻ trộm đến. Kinh dịch. 13. Đừng quý của khó đặng là làm cho lòng dân không sinh trộm cắp. Lão Tử. 14. Mặt trời đứng bóng thì xế, mặt trăng đã tròn thì khuyết, vật gì thịnh lắm thì suy. Thái Trạch. 15. Ngu độn thì người ta chê cười, thông minh thì người ta ghét dơ và ngờ vực. Thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Lữ Khôn. 16. Nhã quá, quá ra dễ bị lờn, nghiêm quá thì không ai thân. Gia Ngữ. 17. Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. 18. Ẩn ác dương thiện là bậc thánh, thích thiện ghét ác là bậc hiền. Tách bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường, điền đảo thiện ác để sướng miệng dèm pha là hạng tiểu nhân hiểm ác. 19. Người có lễ độ thời yên, kẻ không lễ độ thời nguy. 20. Sửa điều dở cho ai, chớ nghiêm khắc quá. Dạy điều hay cho ai, chớ cao xa quá. 21. Dở nhất trong đạo xử thế là không biết nhận thấy cái lỗi của mình. 22. Nói chuyện chớ chăm chọc để người ta buốt, nói đùa chớ cạnh khóe để người ta đau. 23. Loạn sinh ra bởi lời nói. Kinh dịch. 24. Lời nói ngọt ngào trong tất cay đắng. Thân sinh. 25. Suốt đời làm phải, một câu bạc ác đủ đổ đi cả. Gia Ngữ. 26. Câu nói trái ý, tất phải xét coi câu ấy có hợp lý không. Câu nói chiều lòng, tất phải xét coi câu ấy có vô lý không. Kinh Thư. 27. Không hứa bậy nên mình không phụ ai, không tin bậy nên không ai phụ mình. Ngô Hoài Giả. 28. Miệng nói ân huệ mà không có gì thì chỉ tổ làm cho người ta quán. Quảng Tử. 29.
Kẻ nào hay theo ý ta mà nói là kẻ tiểu nhân, ta nên xa lánh. Thân hàm quan 30. Câu khen quá đáng của người bạn còn hại hơn câu chê quá đáng của kẻ thù. Lôi Mã Bảo 31. Kẻ có mặt người hay nịnh hót thì khi vắng mặt người tất cũng hay chê bai. Trang Tử 32. Việc được thì dèm pha nổi lên, đức cao thì chê bai kéo đến. Hàn Vũ 33. Yêu ai cũng nên biết điều dở của người đó, ghét ai cũng phải biết điều hay của người đó. Lễ Ký 34. Cùng sống chung nhau trong lúc ưu hoạn thì dễ, cùng ở chung nhau lúc có quyền lợi thì khó. Lữ Đông Lai 35. Việc nhỏ mà không nhịn đặng, ắt hư việc lớn. Luận Ngữ 36. Xưa nay những bậc anh hùng chỉ vì không biết chịu thiệt mà làm hại không biết bao nhiêu công việc to tát của mình. Lâm Trai 37. Xử những việc khó xử càng nên khoan dung, xử với người khó xử càng nên trung hậu, xử thời buổi khó khăn ngờ vực càng nên tự nhiên như vô tâm. Lý Tiêu Viễn 38. Những người cùng thích một việc thường hay ghen ghét lẫn nhau, những người cùng lo một việc thường hay thân thiết với nhau. Chiến Quốc Sách 39. Khéo mà dối trá, sao bằng dụng mà thật thà. Thiết Quyển 40. Nóng nảy bồn chồn thì việc không xong, ham mê lợi nhỏ thì hỏng việc lớn. Luận Ngữ 41. Người mà nóng nảy nông nổi hẹp hòi thì xử việc, việc hay hỏng. Tiếp người, người hay giận mà chính mình cũng phải thiệt thòi. 42. Khí kiên nhất là hung hăng, tâm kiên nhất là hẹp hòi, tài kiên nhất là bộc lộ. Lữ Khôn 43. Biết người ta dối không thèm nói ra miệng, phải người ta khinh không thèm giận ra mặt. Như thế thì ý vị vô cùng mà thụ dụng cũng vô cùng. Súc Đức Lục 44. Thường được nghe những câu trái tai, thường được gặp những việc phật ý, cũng là một sự bài dũa cho người ta hay. Hồng Tự Thành 45. Người ta chưa biết bụng mình, chẳng nên vội cầu cho người ta biết. Người ta chưa hợp ý mình, chẳng nên vội cầu cho người ta hợp. Tiết Quyên 46. Kẻ mà ta nói tức, không giận, nếu chẳng phải là người đại lượng, tất là người sâu hiểm. Lưu Phận 47. Cứng quá thì gãy, mềm quá thì quặt. Thân Bất Nghi 48. Tự khiêm thì người ta càng phục, tự khoe thì người ta càng khinh. 49. Bất cập là dở, mà thái quá cũng không hay gì. Luận Ngữ 50. Quen biết sơ sài mà câu nói thân thiết, vậy là người ngu. Thôi Nhân 51. Ở đời loạn chớ nên xa xỉ lắm, nguy vong tại đó. Tăng Quốc Phiên 52. Người đi đêm tuy không phải gian, nhưng không thể cấm chó cắn. Chiến Quốc Sách 53. Đã nuôi cọp thì phải cho nó ăn no, không thì bị nó ăn mất. 54. Lửa bốc lên cao, nước chảy xuống thấp, vậy mà lửa bao giờ cũng thua nước. Văn Trung Tử 55. Cái tai giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười. Cổ Ngạn 56. Nhân đức vật, khí khái sằng, thường làm hại công việc lớn. Luận Ngữ 57. Tự mình không biết mình là một điều hại lớn. Lữ Thị Xuân Thu 58. Đấng trượng phu là kẻ không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác. Herbert Carson 59. Sống với người bạn thân phải phòng lúc họ hết thân và biến thành kẻ thù của mình. Richard Lear
60. Cái ngu của người xưa dạy ta nhiều hơn là cái khôn của họ. Lữ Đông Lai. 61. Không có kẻ tử thù nào đáng sợ bằng người mà mình chế nhạo. Raymond Obner. 62. Có tiền bạc thì cứ cho, mà đừng có cho mượn. Cho bất quá là tạo ra một người vô ân, còn cho mượn lại tạo ra một kẻ thù. Alexander Dumas Freud. 63. Ốc châm biếm tức là ốc nhỏ nhen, châm biếm là cái cặn bã hôi thối của ốc phê bình. Pierre Rivardi. 64. Chỉ có người ngu mới tin mình là bậc thánh nhân, và chỉ bậc thánh nhân mới biết rõ cái ngu của mình. Shakespeare. 65. Không yêu gì cả mà cũng chả ghét gì cả, đó là được phân nửa sự khôn ngoan rồi. Không nói gì cả cũng chả tin gì cả, đó là phân nửa phần khôn ngoan kia còn lại. Scribner. 66. Bất cứ một ai đều có một con heo đang ngủ trong lòng mình. Jacques Moscheles. 67. Cái phách lối hỗn xược của kẻ khác sở dĩ làm cho ta khó chịu là chính vì nó chạm đến cái tính phách lối hỗn xược của ta. Leroy Foucault. 68. Chân lý như ánh sáng làm chóa mắt, còn sự giả dối trái lại như buổi hoàng hôn làm cho mỗi vật đều nổi lên đẹp đẽ. Albert Camus. 69. Tôi đã khám phá ra được điều này. Tất cả tai họa của con người đều do họ không biết sống yên tĩnh trong căn phòng của họ. Blaise Pascal. 70. Có nhiều trường hợp mà nói dối lại là phận sự tối cao của con người. Edgar Labiches. 71. Châm ngôn vàng ngọc cho những kẻ có quyền thế lớn. Nếu có kẻ nào cúi xuống liếm chân anh, hãy lấy chân mà gác chặn lên đầu nó, phòng khi nó sẽ chồm lên mà cắn anh. Paul Valery. 72. Có nhiều cái ân to lớn quá, đến nỗi người ta không còn làm thế nào để trả nổi khác hơn là bội phản cái ân đó đi. Alexander Dumas Beer. 73. Người ta nói rằng không có ai là bậc anh hùng đối với anh bồi phòng của họ. Anh bồi phòng làm gì biết được những bậc anh hùng, mà chắc chắn chỉ biết những người cùng một hạng với họ thôi. George. 74. Khi có một bậc nhân tài xuất thế, người ta sở dĩ nhận ra được là thấy tất cả bọn ngu đều nổi lên chống bán. Freedom. 75. Hãy nên có nhiều kẻ thù, bản thân của anh, rồi họ cũng sẽ chán nói đến anh. Chứ những kẻ thù của anh thì chả bao giờ họ quên nhắc đến tên anh. Pierre Weber. 76. Đời là một trò hề đối với những ai ham suy nghĩ, nhưng lại là một tấn bi kịch đối với những người đa cảm. Horrick Ward. 77. Đầy quá thì tràn, trong chén rượu đời thường khi chỉ thêm một giọt là nó sẽ tràn ra mùi chán ghét. Jean Bell. 78. Đừng biện bác bao giờ cả, anh sẽ không bao giờ làm cho hoặc lẽ được ai đâu. Ý kiến của người ta giống như là cây đinh, càng đập vào nó càng làm cho nó lún sâu thêm. Alexander Dumas Freud. Thuật xử thế của người xưa. Ta hãy nhận xét kỹ một cách thành thật tấm lòng mình. Trong các bạn mà mình thương, có phải là những người thông minh nhất? Gần họ, bao giờ mình cũng thấy thấp kém hơn. Hay những người thật thà nhất, gần họ, bao giờ mình cũng thấy cao trọng hơn. Cái ghét nhất của người đàn bà đẹp là có người đẹp hơn mình. Cái ghét nhất của người thông minh là có người thông minh hơn mình. Người ta thích học văn hay mà không thích gần người viết văn hay. Cái đó mình có thể hiểu được. Và hiểu được bấy nhiêu là hiểu được rất nhiều cái đạo xử thế.